Chúng ta là những người dùng trên mạng Internet và tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng là lừa đảo trên mạng. Có lẽ đã có quá nhiều video hoặc bài viết cảnh báo về các hình thức lừa đảo và phương cách phòng tránh, nhưng dường như nó vẫn xa vời với phần lớn mọi người. Điều này làm cho rất nhiều vụ việc nổi cộm trong thời gian gần đây. Chúng tôi hy vọng thông qua video này sẽ cùng bạn đưa ra được một chiến lược thông minh để thích nghi và giảm tối đa nguy cơ bị lừa đảo trên mạng. Hãy cùng xem chúng ta sẽ có những phương cách gì nhé! Điều đầu tiên và tối quan trọng dù trên mạng hay ngoài đời thực, chúng ta phải bỏ được chữ tham, nhất định phải bỏ, không bỏ được thì dù có chiêu gì cao siêu rồi cũng sẽ bị lừa mà thôi. Giống như các cư dân mạng thường nói, nếu ngon quá thì không tới lượt bạn đâu, chính người đó hoặc họ hàng hang hốc của họ sẽ vào húp hết rồi. Vì vậy những miếng mồi béo bở một cách bất thường tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Sau khi đã định vị được tư tưởng là không tham, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo là ghi nhớ cẩm nang sau. 1. Với nhóm đối tượng chuyên lừa đảo nhận quà tặng miễn phí, trúng thưởng, lừa cọc combo du lịch giá rẻ, thì chặn số, chặn mọi kênh liên lạc, tin nhắn Zalo, Messenger. Tuyệt đối không liên lạc kết nối dưới bất kỳ hình thức nào. 2. Với nhóm đối tượng chuyên lừa đảo việc làm thời vụ, tuyển cộng tác viên, tuyển nhân viên việc nhẹ lương cao, tuyển người đặt đơn hàng để nhận hoa hồng, thì cũng tránh xa luôn, dễ kiếm tiền thế thì không đến lượt bạn. Đặc biệt các chị em bỉm sữa, thất nghiệp hoặc ở nhà nuôi con cần hết sức lưu ý hình thức lừa đảo này. Chúng sẽ đưa các chị vào nhóm chat kín, dùng quân xanh quân đỏ thao túng tâm lý, thả con săn sắt bắt con cá rô khiến các nạn nhân bị u mê không thoát ra được. 3. Với nhóm đối tượng chuyên thực hiện cuộc gọi deepfake, video call, tin nhắn lừa đảo. Trong trường hợp này, khi bạn nhận được cuộc gọi video hay tin nhắn từ người thân bạn bè, nhà trường, bệnh viện yêu cầu bạn cho vay tiền hoặc chuyển tiền cấp cứu, tuyệt đối không làm theo ngay lập tức. Nếu số tiền nhỏ hãy gọi lại cho người yêu cầu bằng số điện thoại thông thường được lưu trong danh bạ của bạn, số hotline của nhà trường, bệnh viện. Nếu số tiền lớn, tốt nhất là gặp trực tiếp. 4. Với nhóm đối tượng giả danh cơ quan công an điều tra, yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản thì 100% là lừa đảo, tốt nhất là báo luôn cho công an hoặc không thì tắt máy, chặn số ngừng liên lạc. Vì công an sẽ yêu cầu bạn ra trụ sở làm việc chứ không làm những việc quan trọng này qua điện thoại. 5. Với nhóm đối tượng chuyển khoản nhầm số tiền lớn, sau đó gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu bạn trả lại tiền. Trong trường hợp này, nếu số tiền nhỏ thì bạn ra ngân hàng để họ hướng dẫn bạn trả lại có sự chứng kiến và xác nhận của ngân hàng. Còn đối với số tiền lớn bạn cần báo công an để tránh các rắc rối pháp lý sau này. 6. Với nhóm đối tượng gái xinh, hot girl giả danh hoặc trai tây tập gym nhắn tin thả thính ngọt ngào lấy lòng tin. Trong trường hợp này tốt nhất là nói chuyện thông thường thì được, nhưng tuyệt đối không click vào link lạ, không tải và click vào ảnh, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân, không cài đặt ứng dụng, nhận thừa kế, từ thiện. Tóm lại nếu bạn thích thì chỉ nói chuyện, ngoài ra không làm bất cứ điều gì khác. Gặp trực tiếp còn bị lừa, trên mạng thì tin sao được. 7. Với nhóm đối tượng chuyên giả danh các ngân hàng, cơ quan nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội. Chúng thường yêu cầu người dùng cài đặt các ứng dụng lừa đảo, lấy thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng, thẻ Visa. Trong trường hợp này tuyệt đối không click vào link giả mạo họ gửi, không cung cấp cho họ mã OTP gửi về tin nhắn điện thoại trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu cần phục vụ cho công việc bạn tìm kiếm trên Google, sau đó truy cập các website chính thức hoặc liên hệ với số hotline của các ngân hàng hoặc cơ quan đơn vị để xác nhận lại. Lưu ý, có nhiều website lừa đảo có thiết kế tương tự website gốc, vì vậy bạn cần so sánh tên miền thật cẩn thận, chúng có thể chỉ khác nhau một số ký tự. 8. Với nhóm đối tượng chuyên hack tài khoản, thông tin cá nhân. Với trường hợp này, bạn cần phải kích hoạt chế độ bảo mật 2 lớp, hầu hết các ứng dụng mạng xã hội, email hiện nay đều hỗ trợ bảo mật 2 lớp. Đồng thời bạn không được cung cấp mã OTP gửi về tin nhắn cho bất cứ ai. 9. Tuyệt đối không truy cập các web xem phim lậu, các phần mềm Win lậu, nếu sử dụng phần này thì bạn đã trao thân mình cho hacker rồi. Cố gắng dùng Win và phần mềm bản quyền, phim bản quyền, tránh xa những mối nguy kia. 10. Không cài đặt hoặc hạn chế tối đa các ứng dụng không rõ nguồn gốc, các ứng dụng hot theo trend. Đặc biệt là các ứng dụng không phải do đơn vị uy tín cung cấp, kể cả các ứng dụng trên App Store hoặc Google Play bạn cũng cần chọn lựa và đọc review thật kỹ lưỡng trước khi cài đặt. 11. Hạn chế truy cập mạng Wi-Fi công cộng, không dùng mạng Wi-Fi công cộng để đăng nhập tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Nếu có thể bạn nên mua mình một bộ phần mềm Internet Security cho máy tính và điện thoại, điều này sẽ giúp bạn hạn chế được rất nhiều nguy cơ một cách tự động. 12. Nếu điện thoại bỗng nhiên nhận được tin nhắn của ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu bạn thực hiện một hành động nào đó, hãy kiểm tra cẩn thận vì có thể các đối tượng sử dụng các trạm BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo. Trong trường hợp này, nếu muốn thực hiện bất kỳ thao tác nào bạn cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước để được hướng dẫn. Cuối cùng, đi kèm với các hình thức lừa đảo trên luôn là các đội nhóm cung cấp dịch vụ lấy lại tài khoản, lấy lại tiền lừa đảo. Nếu không hiểu biết bạn sẽ rất dễ gấp đôi nỗi sầu với những dịch vụ kiểu này. Như vậy với cẩm nang 12 điều này sẽ giúp bạn có một hành trang tốt bên mình khi sống trong thời đại AI, thời đại Internet 4.0. Hãy luôn học hỏi và nâng cao hiểu biết của bản thân, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn và lành mạnh.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong phần mô tả hoặc những video mới để truyền tải những thông tin hữu ích tới bạn. Cảm ơn bạn đã xem.